Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Và mình là KDL Gaming TV đây. Ok, thì nay mình lại tiếp tục là dành tặng cho các bạn một cái mã code mới nhất của mình nhá. Mới nhất của KDL Gaming TV này. Thì mình xin phép anh em là cái mã code mình sẽ nói vào cuối video nhá. Cuối video mình sẽ bật mí cho anh em cái mã code ngày hôm nay. Khá là chất lượng luôn. Mã code của mình lúc nào vang đến cho anh em thì cũng sẽ khá là chất lượng. Rồi thì để mình qua cái video ngày hôm qua nha anh em ơi. Tiếp nối với cái clip như mọi ngày thôi. Thì mình sẽ tặng cho đầu cái video, mình sẽ tặng cho anh bạn nào may mắn nhất một đôi cánh nhé. Bạn nào may mắn nhất thì sẽ được mình tặng một cái đôi cánh. Thì clip ngày hôm qua mình đăng vào ngày 3 tháng 11 thì đã đạt được 48 lượt like rồi. Mình rất cảm ơn các bạn. Rất cảm ơn luôn ạ. Ok. Và tiếp theo thì là được 67 lượt bình luận rồi. Thì mình có check lại hết rồi nhá. Mình có lướt như này này, mình check hết tất cả các cái comment của các bạn rồi. Thì đây, anh các bạn cứ comment như thế này nhá. Bạn nào muốn tham gia cái để nhận cánh thì cũng comment như bạn này. Như các bạn đây này. Muốn cánh gì thì nói, ví dụ cánh trắng, cánh đen gì đấy, rồi điền tên của các bạn ở dưới nhá. Đấy, tương tự như này thôi. Là đã tham gia được vòng quay may mắn của mình rồi. Rồi mình đã đọc hết rồi nhá, mình không lướt lại nữa để đỡ mất thời gian. Rồi thì đây là cái vòng quay random may mắn. Mình đã thêm hết tất cả các bạn đã comment ở bên clip sang bên này để mình quay rồi nhá. Thì tổng cộng là mình bây giờ là 2 giờ chiều. Thường mình làm clip là tầm 2 giờ chiều thì đã đủ rồi nhá. Mình đã tổng hợp hết sang bên này là tầm 50 người. Tất cả là 50 người này. Thì mình sẽ lướt từ trên xuống dưới cho từ từ một chút để cho anh tất cả các bạn xem nhá. Ok, mình lướt từ từ để xem có thiếu tên của các bạn ở trên này không nhá. Rồi mình đã lướt đến cuối cùng rồi nha các bạn. Thì các bạn mà không xem được thì có thể tua lại và xem kỹ giúp mình nhá. Có thể tua lại hoặc là bật cái chế độ xem video chậm ở trên YouTube nha. Rồi thì giờ mình sẽ quay luôn này. Trước kia khi quay thì mình sẽ trao đổi hết thứ tự tất cả các cái tên này 3 lần cho nó công bằng nhá. Rồi mình quay này. Vòng quay mất 10 giây và xem là ai là người may mắn nhất nhá. Ok, đợi này. Ai đây? Wow, Ngọ Ba. Bạn Ngọ Ba là người may mắn nhất hôm nay nhá. Rồi mình sẽ vào game và mình copy lại cái tên này. Copy lại cái tên này nhá. Rồi copy lại rồi này, mình vào game nhá. Vào game để tặng cho bạn ấy, tìm tên của bạn ấy và mình tặng cho bạn ấy cái cánh nhà anh em ơi. Đây, để vào cái mục bạn bè này. Máy tính mình hơi lag một chút, anh em chờ mình vài giây. Ok, hết lag rồi. Mình sẽ tìm tên, dán cái tên của bạn ấy vào đây nha. Và tìm này. Xem là có đúng không đây. Đúng rồi. Bạn ấy viết tên khá là đúng. Anh em, tất cả các bạn nhớ là phải viết đúng tên nha. Thì mình tìm mới ra được nha. Rồi thì mình sẽ vào và mình tặng cho bạn ấy một cái cánh nha. Ok, để mình check lại thông tin cho nó chuẩn nhé. Rồi, cho bạn ấy cánh... À đúng rồi, phải ra kia bên cốc này. Ra cái clip hôm qua để xem là bạn ấy chọn cánh gì nhá. Ngọc Bêu à, số 2 nha. Số 2 là đây. Cánh thiên thần là cánh màu trắng nha anh em ơi. Cánh thiên thần là cánh màu trắng nha các bạn. Rồi để mình quay lại game, mình tặng cho bạn ấy cái cánh màu trắng nhá. Đây. Cánh trắng này. Ok cái này. Rồi mình viết vào đây một cái dòng đi. YouTube này. KDL Gaming TV. Tặng quà.
bạn. Người may mắn nhất à? Ok, như thế này nha anh em, các bạn. Ok, rồi thì gửi thôi. Tặng cho bạn ấy một cái cánh nhá, cánh trắng nhá. Uy tín chất lượng này, rồi. Mình sẽ tặng nhá. Thành công rồi nha anh em ơi. Đấy, đã báo thành công rồi đây. Rồi tiếp theo với cái clip, tiếp nối với clip của mình thì đương nhiên là cái mục là nhập mã code đúng không anh em? Nhập mã code này. Thì để mình thoát ra nha. Để mình vào cái mục gì ta? À đây, mục cài đặt này. Mục cài đặt và đây này, cho mình là dùng Android thì nó sẽ hiện là mã coupon. Ờ, còn bạn nào mà dùng iPhone ấy thì không có cái mã coupon nó hiện chỗ này đâu. Thì còn mình có để đường link để nhập mã ở bên dưới phần mô tả. Tất cả ai mà dùng iPhone thì ấn xuống bên dưới phần mô tả và ấn vào đường link đấy để nhập mã nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bật mí cho các bạn một cái mã code của mình nhá. Mã code mới nhất của mình. Cái này chỉ có riêng mình có thôi. Nên là các bạn muốn nhập được cái mã code của mình thì nhớ là đăng ký kênh và bật thông báo lên nha, để nhận được video mình mới nhất. Thường thường mình sẽ hàng ngày mình sẽ đăng vào video vào lúc 18 giờ nhá, 18 giờ hàng ngày nhá. Và nào mà không bật được thông báo thì có thể căn thời gian vào đúng 18 giờ hàng ngày và vào để nhận video của mình. À quên, nhận được mã code của mình nhá. Rồi thì đây, anh em tất cả các bạn viết theo mình nhá. Là viết hoa hết nhá. Tất cả là viết hoa hết này. NPC này. Mã mới nhất các bạn. Today. Mã mới nhất theo ngày luôn ạ. Today together nha. Together này. Đây rồi, đúng rồi nhá. Mã là NPC today together nhá. Rồi, chào các bạn nhập đúng như này cho mình nhá. Mã này là mã giới hạn, chỉ được có 10 người đầu tiên thôi nhé. 10 người đầu tiên nên là các bạn nhớ xem clip sớm nhất. Sớm nhất và nhập mã nha. Thì đây 10 người thì đây mình nhập nữa là còn có mấy 9 người. Với mình có một cái hạc phụ nữa. Mình ngứa tay mình nhập vô nữa là còn có 8 người thôi nha. Nên là tất cả các bạn phải nhanh tay lên nha. Nhanh tay nhanh mắt nha. Ok thì mình sẽ nhập này. Ấn một để xem là được cái gì nhá. Rồi sau khi nhập xong rồi mình sẽ ra mình xem thông ở hộp thư xem là nó được cái gì nha các bạn. Wow, cái mã cốp này là được 12 đá quý này và 1.600 tiền sao nha các bạn. Ok thì bạn nào thấy mã cốp của mình hữu ích, mã cốp của mình chất lượng thì nhớ đăng ký kênh này, ấn like và muốn cánh của mình nữa thì muốn mình tặng cánh thì phải comment ở bên dưới phần bình luận nhá. Ok, nhớ comment bên dưới phần bình luận để nhận được cái mã nhận được cánh của mình nhá. Thì đây mình qua mình chỉ các anh em cách để mà tham gia và nhận cánh nhá. Thì đây cứ comment như mấy cái bạn này thôi. Đây muốn cánh gì thì nói và tên nhá, nhớ viết đúng tên giúp mình để mình tìm cho nó đúng nha. Lỡ may mình tìm sai là bạn, nếu mà trúng vô cái bạn đấy mà bạn ấy viết tên sai có nghĩa là không được nhận quà đâu nha. Và mình sẽ tìm thêm hết tất cả các cái tên này qua cái phần mềm quay nhá. Đây phần mềm này rất là uy tín và rất là công bằng nhá. Thì mình sẽ xáo trộn ở đây này và mình quay thôi. Quay trúng người nào thì người đấy mà là người may mắn nhất rồi. Và mình sẽ tặng quà nhá, cứ như thế hàng ngày nhá. Mình sẽ làm clip hàng ngày luôn. Bạn nào yêu quý mình thì nhớ đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh và mình sẽ tặng quà cho tất cả các bạn hàng ngày luôn. Mỗi ngày mình sẽ tặng cho một cái mã code. Và có khi nếu mà tất cả các bạn ủng hộ mình nhiều nữa thì ngày mình sẽ tặng cho hai mã code nhá. Tất cả mã code đều là mình bỏ tiền ra mình mua thôi. Thì clip mình cũng khá là dài rồi. Nên là giờ chắc mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha. Nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.